Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thân liên cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Putin kêu gọi FSB truy lùng người Nga gia nhập quân đội Ukraine. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Putin calls on FSB to hunt Russians who join Ukraine's army. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Putin đã ra lệnh cho lực lượng an ninh truy lùng và trừng phạt những người Nga đã gia nhập các trung đoàn trong quân đội Ukraine. Tôi yêu cầu, như đã từng xảy ra trong lịch sử của chúng ta, rằng chúng ta đừng quên họ là ai. Hãy nêu đích danh họ. Chúng ta sẽ trừng phạt họ mà không có bất kỳ thời hiệu nào, dù họ ở bất cứ đâu, ông nói trong cuộc họp hội đồng FSB hôm thứ Ba. Putin sau đó đã so sánh giữa người Nga trong quân đội Ukraine và quân đội giải phóng Nga. Khoảng 50.000 quân Nga đã chiến đấu bên cạnh Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Đối với những kẻ phản bội này, chủ nhân hiện tại của họ không tha cho họ. Họ bị đưa thẳng vào trận chiến như bia đỡ đạn. Họ nhận được những gì họ xứng đáng, ông kết luận. Những cáo buộc của Putin được đưa ra trong bối cảnh có tuyên bố rằng quân đoàn tình nguyện Nga, quân đoàn tự do Nga và tiểu đoàn Siberia, các đơn vị bán quân sự chống chính phủ của công dân Nga, thường xuyên tiến hành các hoạt động nghi binh ở vùng Belgorod của Nga, giáp biên giới Ukraine. Trong những tuần qua, các đơn vị này thường xuyên thông báo về các cuộc tấn công bằng pháo binh vào khu vực Belgorod và kêu gọi người dân Nga địa phương di tản. Hôm thứ Ba, Thống đốc vùng Belgorod báo cáo việc di tản 9.000 trẻ em khỏi các quận gần biên giới Ukraine. Trên thực địa, quân Nga lùi dần trước sức tấn công của quân cách mạng Nga. Tuy nhiên, Putin lại trấn an người Nga rằng quân cách mạng Nga đã bị đẩy lui về phía biên giới với Ukraine. Người của Tổng thống Biden thề sẽ có thêm sự trợ giúp cho Ukraine bất chấp tình hình bế tắc của Mỹ. Tờ Politico có trụ sở ở Washington, D.C. cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Biden's man vows more help coming for Ukraine despite U.S. gridlock. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sau Việt ngữ của phần trình bày của Thảo Ly. Trong chuyến thăm bất ngờ tới Kyiv, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Jack Sullivan, kêu gọi Ukraine hãy tin tưởng vào Mỹ và bày tỏ tin tưởng Quốc hội sẽ bỏ phiếu ủng hộ viện trợ bổ sung. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Jack Sullivan, đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kyiv để kiểm tra đồng hồ và trấn an Ukraine rằng nước này vẫn có thể dựa vào Mỹ như một đồng minh hùng mạnh. Chuyến thăm của ông diễn ra chỉ một ngày sau cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức và trong bối cảnh Quốc hội vẫn từ chối phiếu thông qua dự luật viện trợ khẩn cấp trị giá 60 triệu Mỹ Kim. Chúng ta sẽ nhận được một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng mạnh mẽ tại Quốc hội. Chúng tôi sẽ chuyển số tiền đó cho các bạn theo đúng kế hoạch. Vì vậy, tôi không nghĩ chúng ta cần nói về kế hoạch B hôm nay, Sullivan nói trong cuộc họp báo ở Kyiv hôm thứ Tư. Thừa nhận rằng các khoản tiền mới sẽ mất quá nhiều thời gian để đến nơi, ông nói thêm. Tôi không có bất kỳ dự đoán nào về thời điểm chính xác việc này sẽ được thực hiện, nhưng chúng tôi đang nỗ lực để hoàn thành nó càng sớm càng tốt. Tổng thống Biden đang làm việc ngày hàng ngày để cố gắng chuyển gói hàng này đến nhà, nhưng tôi không thể đưa ra bất kỳ dự đoán cụ thể nào. Lần cuối cùng Sullivan đến Kyiv là cùng với Tổng thống Biden vào tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên, ông và nhà lãnh đạo văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak liên lạc gần như hàng ngày. Phát biểu cùng với Sullivan, Yermak cho biết, tôi một lần nữa nghe ông Sullivan nói rằng Mỹ ủng hộ Ukraine. Chúng tôi biết rằng chính quyền Tổng thống Biden sẽ làm mọi thứ có thể để dự luật viện trợ 60 tỷ Mỹ Kim vô cùng cần thiết được thông qua. Tôi cũng muốn nói rằng đối tác chiến lược của chúng tôi, ngay cả trong tình huống này, cũng sẽ tìm cách giúp đỡ chúng tôi. Tuần trước chúng tôi đã nhận được 300 triệu Mỹ Kim viện trợ quân sự. Yermak đang đề cập đến gói đạn dược
hệ thống phòng không và các thiết bị quan trọng khác đang rất cần thiết ở tiền tuyến. Những nguồn cung cấp đó sẽ đến các bạn khi chúng tôi nói chuyện, Sullivan nói. Ukraine không phải là bên duy nhất trong cuộc chiến sử dụng vũ khí do nước ngoài sản xuất. Khi các phóng viên đang chờ đợi cuộc họp bắt đầu, các lính canh đã mang một chiếc máy bay không người lái, Shahed lớn, màu đen do Iran sản xuất, đi qua hành lang liền kề. Sullivan nói, chúng tôi đã sát cánh bên các bạn kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Chúng tôi đã cung cấp sự hỗ trợ to lớn và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy bằng mọi cách có thể. Bạn hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ nhận được khoản viện trợ này cho Ukraine. Sullivan cho biết, Mỹ hiểu rõ ràng rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến và thoát khỏi cuộc chiến một cách mạnh mẽ và thịnh vượng. Ông nói thêm, với tư cách là một đồng minh, Mỹ nên bảo đảm rằng Ukraine có thể đứng vững không chỉ tự do và độc lập, mà còn được an toàn và bảo đảm trước sự xâm lược của Nga trong tương lai. Tuy nhiên, Sullivan không công bố các gói viện trợ cụ thể mới cho Kyiv, cũng như không xác nhận tin đồn Mỹ có thể sớm đưa hỏa tiễn ATACMS tầm xa tới Ukraine. ATACMS, tôi sẽ làm bạn thất vọng. Hôm nay tôi không có gì để công bố ở đây một cách công khai về vấn đề đó. Khi chúng tôi có điều gì đó muốn chia sẻ, chúng tôi chắc chắn sẽ chia sẻ nó. Nhưng chúng tôi sẽ nói rằng chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất mang tính xây dựng về sự hỗ trợ quân sự và khả năng của chúng tôi, Sullivan nói. Tổng thống Biden đã đưa ra sáng kiến viện trợ trị giá 60 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine vào tháng 8. Nhưng kể từ đó, nó đã bị mắc kẹt trong Quốc hội, bị ràng buộc với nguồn tài trợ an ninh biên giới trong nước. Video Belgorod cho thấy thị trấn ở Nga bị tàn phá bởi các cuộc tấn công là không thể ở được. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Belgorod video shows Russian village ravaged by strikes, not habitable. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một đoạn video được quay ở vùng Belgorod của Nga gần biên giới với Ukraine dường như cho thấy thị trấn Kozinka bị tàn phá bởi các cuộc tấn công trong bối cảnh ba nhóm quân cách mạng Nga chiến đấu bên cạnh lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến hành xâm nhập. Đoạn phim được chia sẻ trên X bởi người dùng Dmitry từ War Translate, một dự án độc lập chuyên dịch các tài liệu về chiến tranh. Kozinka, Belgorod, khu vực hoạt động quân sự đặc biệt không còn có thể sinh sống được nữa, ông viết. Quân đoàn tự do Nga, tiểu đoàn Siberia và quân đoàn tình nguyện Nga gọi tắt là RDK, ba đơn vị quân sự tình nguyện liên kết với Ukraine, đã phát động một cuộc đột kích xuyên biên giới vào các khu vực Belgorod và Kursk phía nam Nga vào ngày 12 tháng 3, và hoạt động đó vẫn đang tiếp diễn. Belgorod nằm gần biên giới Ukraine và là nơi có nhiều căn cứ quân sự và cơ sở huấn luyện của Nga. Khu vực này đã rung chuyển bởi các vụ nổ và hỏa hoạn bí ẩn trong suốt cuộc xâm lược Ukraine của Putin. Chính quyền địa phương thường xuyên báo cáo có máy bay không người lái gọi tắt là UAV trong khu vực. Giao tranh đã gia tăng trong khu vực trong bối cảnh cuộc xâm nhập. Đoạn video được quay từ bên trong một chiếc xe hơi khi nó đang lái qua làng Kozinka, nơi mà các nhóm tuyên bố đã chiếm được vào tuần trước. Hôm Chủ nhật, các thành viên của các nhóm dân quân đã treo cờ ở Kozinka, đăng ảnh lên Telegram. RDK cũng công bố một đoạn video cho thấy một trong các thành viên của họ bắn vào một xe thiết giáp của Nga trong khu vực. Kozinka, thật khốn nạn. Chết tiệt, nhìn kìa, nó biến mất rồi. Cửa hàng không còn nữa. Chết tiệt. Một người đàn ông Nga đứng sau camera cho biết, cho thấy quy mô tàn phá của khu vực. Có thể nghe thấy tiếng nổ và có thể nhìn thấy đám khói trên gương chiếu hậu của xe. Ôi chết tiệt, ngôi nhà đó biến mất rồi, người đàn ông nói. Ba nhóm này đã nhiều lần kêu gọi cư dân Belgorod và Kursk di tản. Vào ngày 13 tháng 3, họ nói trong một tuyên bố chung trên Telegram rằng họ buộc phải nổ súng vào các vị trí quân sự ở Belgorod vì mỗi ngày hàng chục người Ukraine vô tội bình thường chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, chết vì pháo kích từ Belgorod. Ba nhóm này đưa ra cảnh báo tương tự hai ngày sau đó, nói rằng trong vòng một giờ tới, một cuộc tấn công lớn sẽ được thực hiện nhằm vào các mục tiêu quân sự ở thành phố Belgorod. Hôm thứ Ba, quân đoàn tự do Nga đã yêu cầu cư dân thành phố Belgorod rời đi ngay lập tức hoặc tìm nơi trú ẩn đáng tin cậy trước mối đe dọa từ hỏa lực hỏa tiễn và pháo binh. Chúng tôi tấn công vào các mục tiêu quân sự,
nhưng do các cơ sở quân sự của địch bố trí trong khu dân cư, nên dân thường có thể phải chịu thiệt hại. Chúng tôi yêu cầu người dân Belgorod di tản khẩn cấp, nhóm cho biết. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng, vào khoảng 10 giờ 30 sáng theo giờ Mạc Tư Khoa, Ukraine đã cố gắng tấn công khu vực Belgorod bằng hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt RM-70 Vampire của Tiệp. Các hệ thống phòng không làm nhiệm vụ đã phá hủy 9 hỏa tiễn trên không ở khu vực Belgorod, nó cho biết. Thủ tướng Estonia kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn 3% GDP. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas đã kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn 3% tổng sản phẩm quốc nội, gọi tắt là GDP. Estonia đã đầu tư hơn 3% GDP vào quốc phòng và tất cả các đồng minh NATO nên làm theo. Reuters dẫn lời bà nói tại một sự kiện truyền thông ở Berlin và nói thêm rằng bà hiểu rằng rất khó để làm như vậy. Các thành viên NATO đã tăng đều đặn chi tiêu quốc phòng kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea phía nam Ukraine và tiến vào Donbass ở miền đông Ukraine vào năm 2014, mặc dù chi tiêu quốc phòng của các chính phủ trong khối không đồng đều. Theo dữ liệu của Liên minh, tất cả các thành viên NATO ở Âu Châu đã chi thêm 32% cho quốc phòng kể từ năm 2014, mặc dù chỉ có 10 thành viên trong số đó chi hơn 2% GDP. Von der Leyen làm loãng kế hoạch dùng tài sản của Nga để mua vũ khí Ukraine. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Von der Leyen dilutes plan to use Russian assets to buy Ukraine arms. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen đã tiết lộ kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga để mua vũ khí cho Ukraine. Theo một tài liệu mà Politico nhìn thấy, Giám đốc điều hành Liên hiệp Âu Châu đã đề xuất vào thứ Tư rằng một phần trong số khoảng 3 tỷ euro thu được từ tài sản cố định trong năm nay cũng sẽ cung cấp hỗ trợ phi quân sự cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Hai quan chức cho biết dự kiến số tiền này sẽ lên tới 10%, trong khi 90% còn lại sẽ được dành để mua vũ khí. Theo đề xuất của Ủy ban, vấn đề này sẽ được các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels vào thứ Năm. Các thủ đô đang tìm cách bổ sung kho vũ khí đang suy giảm của Ukraine khi cuộc xâm lược của Nga bước sang năm thứ ba. Khối này đặt mục tiêu đưa tiền đến Ukraine vào tháng 7. Cuộc tranh luận này tách biệt với nỗ lực đang diễn ra của Mỹ nhằm thuyết phục Liên hiệp Âu Châu sử dụng toàn bộ số tiền có được từ việc tịch thu toàn bộ tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây, trị giá hơn 250 tỷ euro, thay vì chỉ đơn thuần là lợi nhuận từ các khoản đầu tư của Nga. Các thủ đô Âu Châu phần lớn đã tránh xa ý tưởng này vì những rủi ro pháp lý và tài chính. Ý tưởng ban đầu của Ursula von der Leyen là dùng toàn bộ số tiền lời, ước tính là 3 tỷ, từ số tiền 250 tỷ của Nga để mua vũ khí cho Ukraine. Với mục đích làm cho ý tưởng tịch thu số tiền lời trao cho Ukraine dễ chấp nhận hơn, Ủy ban quyết định làm loãng lập trường ban đầu của von der Leyen. Cụ thể, Ủy ban sẽ đề xuất số tiền mặt này sẽ không hoàn toàn dành cho việc mua vũ khí thông qua một quỹ có tên là Cơ sở Hòa bình Âu Châu. Von der Leyen đã ủng hộ lựa chọn này vào tháng 2 khi bà nói rằng đã đến lúc bắt đầu cuộc trò chuyện về việc sử dụng lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga để cùng mua thiết bị quân sự cho Ukraine. Thay vào đó, một phần tiền mặt cũng sẽ cung cấp hỗ trợ ngân sách thông thường cho Kyiv. Mục đích của đề xuất này là hỗ trợ Ukraine, bao gồm cả thông qua Cơ sở Hòa bình Âu Châu, cũng như các chương trình của Liên minh phi quân sự được tài trợ từ ngân sách Liên minh, chẳng hạn như cơ sở ở Ukraine, theo tài liệu mà Politico đã xem. Văn bản cũng đề cập đến việc sử dụng nguồn vốn này để hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.
Kế hoạch giảm nhẹ này là sự nhượng bộ đối với một số quốc gia phản đối ý tưởng sử dụng toàn bộ số tiền thu được để mua vũ khí cho Ukraine. Một quan chức Liên hiệp Âu Châu cho biết, thủ đô của các quốc gia vẫn có thể điều chỉnh tỷ lệ giữa hỗ trợ quân sự và tài chính. Các quốc gia như Hung Gia Lợi và Slovakia lo ngại rằng việc mua vũ khí sẽ góp phần vào điều mà họ coi là leo thang quân sự ở Ukraine, trong khi các quốc gia khác bao gồm Malta và Ái Nhĩ Lan không được phép mua vũ khí sát thương cho nước ngoài theo chính sách trung lập kéo dài hàng thập kỷ của họ. Một quan chức Liên hiệp Âu Châu khác cho biết, họ hy vọng rằng các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra chỉ đạo chính trị về cách sử dụng nguồn vốn, nhưng sẽ không đạt được thỏa thuận trong tuần này do các đánh giá pháp lý. Đề xuất của Ủy ban chỉ áp dụng cho số tiền thu được từ tài sản sau ngày 15 tháng 2 năm 2024. Lợi nhuận từ năm 2022 và 2023 sẽ được lưu giữ bởi Euroclear, công ty lưu ký chứng khoán có trụ sở tại Bỉ, nơi nắm giữ phần lớn tài sản bị phong tỏa như một tấm đệm chống lại những rủi ro pháp lý có thể xảy ra. Một tòa án Nga hôm thứ Tư đã kết án một phụ nữ ở St. Petersburg 8 ngày tù vì viết không chiến tranh trên một lá phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống nước này để phản đối chiến tranh ở Ukraine của Vladimir Putin, AFP đưa tin. Cuộc bỏ phiếu kéo dài 3 ngày cuối tuần qua đã chứng kiến Putin tranh cử nhiệm kỳ thứ 5 ở Điện Cẩm Linh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều này sẽ kéo dài thời gian nắm quyền của ông cho đến khi ít nhất là năm 2030. Cuộc bầu cử đã bị hủy hoại do nhiều cố gắng hủy hoại lá phiếu, với việc Putin cảnh báo trong bài phát biểu chiến thắng của mình rằng những người Nga làm như vậy phải bị giải quyết. Theo AFP, tòa án quận Dzerzhinsky của St. Petersburg cho biết họ đã đưa ra lệnh giam giữ Alexandra Chiratayeva trong 8 ngày và phạt 4.000 rúp hay 433 Mỹ Kim. Họ nói rằng cô đã phạm tội côn đồ và làm mất uy tín của lực lượng vũ trang Nga. Tòa án cho biết, Chiratayeva đã lấy một lá phiếu bầu và dùng bút đánh dấu đỏ và viết không chiến tranh ở mặt sau trước khi bỏ nó vào thùng phiếu. Bằng cách này, Chiratayeva đã làm hư hại tài sản nhà nước và làm mất uy tín của lực lượng vũ trang Nga, nó nói thêm. Tòa án cho biết, Chiratayeva đã làm như vậy vào ngày cuối cùng của cuộc bỏ phiếu kéo dài 3 ngày, khi các nhóm đối lập ở Nga kêu gọi biểu tình phản đối một cuộc bầu cử, trong đó chiến thắng của Putin là điều không thể tránh khỏi. Lindsey Graham phải đối mặt với phản ứng dữ dội về lời kêu gọi động viên ở Ukraine. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Lindsey Graham faces backlash over Ukraine mobilization call. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã bị chỉ trích vì kêu gọi các nhà lập pháp Ukraine nhanh chóng thông qua đạo luật nhằm động viên thêm công dân gia nhập quân đội chống lại Nga. Đến thăm Kyiv, đảng viên Đảng Cộng hòa Nam Carolina hôm thứ Hai cho biết Quốc hội Ukraine nên thông qua dự luật huy động, đồng thời đặt vấn đề về việc miễn nghĩa vụ cho nam giới dưới 27 tuổi. Đối mặt với tình trạng thiếu quân, luật huy động mới của Ukraine đã gây ra tranh cãi trong nhiều tháng và đề xuất hạ độ tuổi nhập ngũ của nước này xuống 25, nhưng tiến độ diễn ra rất chậm. Công dân Ukraine có thể tự nguyện gia nhập quân đội từ 18 tuổi và nam giới từ 18 đến 60 tuổi bị cấm rời khỏi đất nước theo luật thiết quân luật. Nhưng dự thảo cho đến nay vẫn bảo vệ nam giới trẻ tuổi khỏi bị cưỡng bức huy động. Trong bối cảnh này, Graham bày tỏ lo ngại rằng những người Ukraine trẻ tuổi không được khuyến khích tham gia một cuộc chiến sinh tồn mà đất nước họ đang phải đối mặt. Tôi hy vọng rằng những người đủ điều kiện phục vụ trong quân đội Ukraine sẽ tham gia, ông nói. Tôi không thể tin được là ở tuổi 27. Bạn đang chiến đấu cho cuộc sống của mình, vì vậy bạn nên phục vụ, không phải ở tuổi 25 hay 27. Chúng ta cần nhiều người hơn nữa, ông nói. Newsweek đã liên hệ với văn phòng của Graham để bình luận. Tuy nhiên, những người sử dụng mạng xã hội thân Ukraine đã không đồng tình với yêu cầu của ông đối với Kyiv. Người Ukraine tự quyết định ai sẽ được cử ra mặt trận,
Người dùng Hoslanic Mira đăng trên X. Người dùng Momir Vedic gọi nhận xét của Graham là một tuyên bố thực sự đáng xấu hổ. Nhận xét của Graham cũng đề cập đến việc Mỹ tiếp tục viện trợ cho Kyiv. Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua gói tài trợ trị giá 95 tỷ Mỹ Kim, trong đó có 60 tỷ Mỹ Kim viện trợ cho Kyiv, nhưng gói này bị đình trệ tại Hạ viện. Graham, người đã bỏ phiếu chống lại thỏa thuận vì lo ngại về cuộc khủng hoảng ở biên giới Mỹ-Mexico, cho biết hôm thứ Hai, nếu bạn muốn viện trợ cho Ukraine, tốt nhất bạn nên bắt đầu nói chuyện với những người nộp thuế ở Mỹ. Thượng nghị sĩ cho biết, ông đã nêu ra ý tưởng này trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đáp lại, Eric Chernoweth, Giám đốc Viện Dân Chủ ở Đông Âu, đăng trên X. Graham can thiệp vào việc thực hiện chính sách đối ngoại của Mỹ bằng cách đàm phán trực tiếp với Zelensky. Graham chỉ trích việc giao hàng chậm trễ các hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân gọi tắt là ATACMS và nói rằng chúng đáng ra phải có mặt ở đây ngày hôm qua để lực lượng Ukraine có thể đánh sập cây cầu chết tiệt nối Crimea với Nga. Tài khoản X của Đảng Dân Chủ tại Thượng viện đăng, Thượng nghị sĩ Graham cần sửa lại quan điểm của mình và cùng chúng tôi thúc giục Hạ viện thông qua dự luật bổ sung an ninh quốc gia lưỡng đảng mà ông ấy phản đối trên sàn Thượng viện. Tuần trước, Politico đưa tin rằng Mỹ sẽ gửi thêm ATACMS tới Ukraine như một phần của gói trị giá 300 triệu Mỹ Kim, theo hai quan chức Mỹ. Thành viên cao cấp tại Viện Hudson, Luke Coffey, nói rằng hỏa tiễn là cần thiết để bắn trúng bán đảo bị tạm chiếm. Coffey nói với Newsweek, tuy nhiên nếu báo cáo của các phương tiện truyền thông là chính xác, thì tình hình sẽ không lạc quan như lúc đầu. Trong khi biến thể ATACMS có tầm bắn 100 dặm được hoan nghênh, thì cơ Ukraine cần hỏa tiễn có tầm bắn xa hơn 190 dặm. Trước hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu vào cuối tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông đã nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel. Tổng thống Zelensky nói, chúng tôi tập trung vào các bước tiếp theo hướng tới sự khởi đầu thực sự của các cuộc đàm phán gia nhập Liên hiệp Âu Châu của Ukraine, cũng như sự hỗ trợ toàn diện hơn nữa của Liên hiệp Âu Châu dành cho Ukraine. Chúng tôi cũng xác định những tiềm năng để tăng cường cung cấp đạn pháo cho Ukraine. Chúng tôi đã thảo luận về tầm quan trọng của việc mở rộng lợi ích thương mại tự trị cho Ukraine thêm một năm nữa. Tôi nhấn mạnh rằng việc duy trì chế độ tự do hóa thương mại với Liên hiệp Âu Châu là rất quan trọng để hỗ trợ nền kinh tế Ukraine trong chiến tranh. Trong sự thay đổi có tính chất lịch sử, Bulgaria tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ để thoát khỏi sự kiểm soát hạt nhân của Nga. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề In historic shift, Bulgaria seeks United States help to escape Russia's nuclear grasp. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Nga đang mất quyền kiểm soát lưới điện của Bulgaria vào tay quốc gia cuối cùng mà họ muốn thấy trên thị trường năng lượng béo bở của Âu Châu là Mỹ. Bulgaria, quốc gia đã xây dựng nhà máy điện hạt nhân duy nhất với sự hỗ trợ của Liên Xô cách đây gần 60 năm, hiện đang chờ đợi các thanh nhiên liệu mới do Mỹ phát triển mà họ hy vọng sẽ trở thành một trong những quốc gia thuộc Hiệp ước Warsaw đầu tiên chấm dứt sự phụ thuộc kéo dài hàng thập kỷ vào Nga. Trong một tuyên bố tuần trước, Sanko Bachinski, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Hạt nhân Bulgaria cho biết, nhiên liệu do công ty Westinghouse của Mỹ sản xuất sẽ được vận chuyển từ Thụy Điển trong tháng tới và có thể được đưa vào tổ máy số 5 của nhà máy điện hạt nhân Kozlovsky. Động thái này thể hiện một bước đi mang tính biểu tượng đối với Bulgaria, quốc gia từ lâu đã duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Nga về mặt chính trị và kinh tế. Điều này cũng có thể đồng nghĩa với việc Mạc Tư Khoa sẽ mất doanh thu, vốn phụ thuộc một phần vào hoạt động buôn bán nhiên liệu hạt nhân trị giá hàng tỷ Mỹ Kim để tài trợ cho cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm ở Ukraine.
Martin Vladimirov, Giám đốc Chương trình Năng lượng và Khí hậu tại Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ cho biết, đây là một sự thay đổi lớn về chính sách. Trong nhiều thập kỷ, Bulgaria đã bị ràng buộc trong các hợp đồng dài hạn để nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga. Vladimirov nói thêm rằng, Bulgaria cũng có mạng lưới các nhà tài phiệt thân Nga đã dành nhiều năm để tranh luận rằng các kế hoạch hạt nhân của nước này chỉ có thể hoạt động bằng nhiên liệu của Nga. Vladimirov cho biết, những cảnh báo đó đã được chứng minh là bị thổi phồng quá mức. Các cơ quan quản lý Bulgaria cho biết, họ không lường trước được những vấn đề lớn khi chuyển từ đạn hạt nhân của Nga sang đạn hạt nhân của Mỹ. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên trong một loạt động thái có thể phá vỡ sự kiểm soát của mặt tư khoa đối với an ninh năng lượng của Bulgaria. Bulgaria không đơn độc phụ thuộc vào nhiên liệu hạt nhân của Nga. Cộng hòa Tiệp, Slovakia, Hung Gia Lợi và Phần Lan đều duy trì nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, ngay cả trong bối cảnh nỗ lực thoái vốn khỏi dầu khí của mặt tư khoa. Theo một phân tích mới của tổ chức tư vấn Bellona, các nước Liên hiệp Âu Châu đã tăng gấp đôi lượng mua nhiên liệu hạt nhân của Nga vào năm ngoái, trả tổng cộng 686 triệu euro so với 280 triệu euro của năm trước. Một đội gồm 19 lò phản ứng do Liên Xô thiết kế, được biết đến với tên viết tắt VVER của Nga, được xây dựng trên khắp Trung và Đông Âu trong thế kỷ qua, đã thúc đẩy nhu cầu. Nhưng Westinghouse, công ty của Mỹ, sẽ sớm giúp cung cấp nhiên liệu cho nhà máy điện VVER của Bulgaria tại Kozlodui. Một bước ngoặt trong nỗ lực của Mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng hạt nhân của Âu Châu. Ngoài ra, Westinghouse còn đang làm việc tại Bulgaria để xây dựng hai lò phản ứng mới với chi phí khoảng 14 tỷ Mỹ Kim. Trong khi công ty từ chối đưa ra bình luận, Tarik Choho, chủ tịch phụ trách nhiên liệu hạt nhân của công ty cho biết vào tháng 12 rằng họ tự hào hỗ trợ Bulgaria trên con đường bảo đảm đa dạng hóa và an ninh năng lượng. Các công ty Mỹ đang làm việc ở quê nhà để mở lại các mỏ uranium trước đây đã bị đóng cửa trong bối cảnh nhu cầu giảm sút nhằm hướng tới sự hồi sinh của các cơ hội hạt nhân. Thị trường đã phản ứng với hợp đồng uranium tương lai tăng gấp 4 lần trong 4 năm qua. Ngoại lệ Âu Châu. Liên hiệp Âu Châu có một ngoại lệ lớn khi nói đến năng lượng hạt nhân của Nga, đó là Hung Gia Lợi. Trong khi các nước láng giềng đua nhau cắt đứt quan hệ với Nga, thì Hung Gia Lợi đang tích cực tăng cường sự phụ thuộc vào mặt tư khoa. Công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom đang nỗ lực mở rộng nhà máy điện hạt nhân Park 2 của Hung Gia Lợi, dự kiến khởi công xây dựng vào năm 2025. Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán, người đã nhiều lần thách thức áp lực của phương Tây và duy trì quan hệ hữu nghị với Điện Cẩm Linh, đã tuyên bố sẽ phủ quyết bất kỳ động thái nào liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực hạt nhân dân sự của Nga. Vào tháng 11, Thứ trưởng Năng lượng Ukraine Faris Safarov nói với Politico rằng đường lối của Budapest làm suy yếu an ninh của Âu Châu. Ông nói, tham vọng đế quốc của Nga có thể sẽ lan rộng ra khỏi giới hạn của Ukraine và do đó Hung Gia Lợi có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của sự xâm lược của Nga. Việc giám sát vai trò của Nga trong ngành điện hạt nhân chỉ tăng lên cùng với những lo ngại về việc xâm lược nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia của Ukraine, nhà máy lớn nhất Âu Châu. Quân đội Nga đã nắm giữ địa điểm này trong gần 2 năm, giữ các nhân viên của Ukraine làm tù nhân và đóng quân ở đó khi giao tranh diễn ra ác liệt gần kế bên. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đã liên tục cảnh báo về thảm họa nếu tình hình xấu đi. Thủ tướng Armenia nói, chúng tôi sẽ trao cho Azerbaijan một số lãnh thổ để tránh một cuộc chiến mới. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Armenian Prime Minister will hand Azerbaijan some territory to avoid a new war.
Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Thủ tướng nước này cho biết, Armenia phải bàn giao 4 thị trấn biên giới cho Azerbaijan và quay trở lại biên giới thời Liên Xô như một phần của nỗ lực thúc đẩy hòa bình. Đồng thời cảnh báo giải pháp thay thế là một vòng giao tranh đẫm máu khác giữa hai quốc gia Nam Caucasus. Trong chuyến thăm biên giới hôm thứ Ba, Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết, chính phủ đã quyết định phân định ranh giới toàn bộ biên giới, bao gồm cả việc trả lại các khu vực nằm trong lãnh thổ được quốc tế công nhận của Azerbaijan, nhưng do Armenia kiểm soát kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Ông nói, chính sách của chúng tôi là phải ngăn chặn chiến tranh. Chúng tôi không được cho phép chiến tranh bắt đầu. Đồng thời cho rằng Armenia có thể phải đối mặt với một cuộc tấn công vào cuối tuần nếu nước này không nhượng lại các thị trấn. Trong khi Azerbaijan yêu cầu trả lại các vùng đất tách rời, Yerevan hy vọng họ có thể trở thành một phần của cuộc trao đổi. Với việc quân đội Azerbaijan rút khỏi lãnh thổ Armenia, ước tính rộng 215 km2 mà họ đã chiếm trong một cuộc xâm lược ngắn ngủi vào năm 2022. Theo Pashinyan, thỏa thuận đó đã bị từ chối và các thị trấn phải được trả lại để bảo đảm Azerbaijan không tiến hành một cuộc tấn công nào khác. Không có đề cập nào được đưa ra về việc liệu Azerbaijan có đồng ý bàn giao một vùng đất thuộc Armenia nằm trong biên giới của mình hay không, có diện tích gần bằng 4 thị trấn. Tuyên bố này được đưa ra khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đến thăm Armenia, ca ngợi sự ủng hộ ngày càng tăng của nước này dành cho Ukraine và cho biết liên minh này sẽ ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Armenia đã tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tổng lực của Nga ở Ukraine, khi Pashinyan nói với Politico năm ngoái rằng Mạc Tư Khoa không còn là người bảo đảm an ninh đáng tin cậy. Hôm thứ Ba, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã đến thăm khu vực Nagorno-Karabakh cũ nằm trong biên giới đất nước của ông, nhưng khu vực này cho đến năm ngoái vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Armenia kể từ cuộc chiến vào những năm 1990. Một cuộc tấn công của Azerbaijan vào tháng 9 đã chinh phục lãnh thổ này, gây ra một cuộc di cư hàng loạt của 100.000 cư dân Armenia tại đây. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.